Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với lại kênh của Tân Thạch Vlog á. Thì hôm nay Thạch sẽ giới thiệu cho anh em một số cái màu xe của con Exciter 155 và Thạch sẽ báo cái giá xe của nó hiện tại là gần Tết rồi ha các bạn. Chỉ còn có tầm vài ngày nữa thôi là tới Tết rồi. Đó, thì Thạch sẽ báo giá và cập nhật tất cả cái màu sắc, những cái màu sắc màu 3D các bạn, những cái màu nào đẹp đẹp thì sẽ cập nhật cho các bạn hết ha. Rồi trước mắt của các bạn đây là con Exciter 155. Con này là con màu 3D, chìa khóa nó là chìa khóa xì mất thay này các bạn. Màu sắc các bạn thấy không, nhìn rất là đẹp luôn. Con này thì được lên cái mâm này nè, làm nhìn cho cái con xe mình nó cứng cáp hơn các bạn. Các bạn nhìn cái tem nữa nè, đây tem này là tem trùm luôn nha các bạn, tem nó dán vô luôn, nó in vô luôn chứ không phải là cái tem rời nha. Đó đây, kết hợp với lại cái này là nó phối với màu vàng các bạn, vàng này kiểu như vàng này màu vàng bạc các bạn, nhìn nó rất là đẹp luôn, rất là ngầu của xe luôn. Thì hôm nay sẽ giới thiệu sơ lược cho anh em tầm khoảng 10 màu sắc mà hot trend nhất năm 2023 này ha. Đó, cái thứ nhất là màu xám này. Đó, lên thêm được cặp mâm rất là đẹp luôn. Thì cái con này giá xe của nó là chỉ có là 46 triệu thôi nha các bạn. Đó, rất là rẻ luôn ha. Rồi, kế tiếp giá xe Thạch báo là đã bao gồm thuế VAT rồi nha. 46 triệu là con phiên bản này, phiên bản chìa khóa, còn nếu như mà 49 triệu là con phiên bản màu 3D nha các bạn. Đó, kế tiếp đây là cái con màu hồng. Thì cái con này hiện tại cũng đang rất là hot nè các bạn, cho mấy chị em phụ nữ nào mà mình thích đi tay con đó, hoặc là mình thích màu hồng, hoặc là mấy anh chị em nào mà thích yêu màu hồng, thích sự giả dối á, thì cứ lấy con màu này rất là đẹp luôn đó. Có độ cho anh em là thêm cái này là cái đèn trợ sáng nha các bạn. Đó, bạn nào thấy thích thì ấy ha, đây có ghi thêm cái dòng tem là bò roti rồi nè, Ruckin Boy rồi nữa ha, rất là đẹp luôn. Số 39 thì là số thần tài nhỏ nè các bạn, Monster. Rồi kế tiếp đây cũng là một màu xanh luôn ha. Thì màu xanh đó thì được tiện cái là anh em, ví dụ như anh em mua màu xanh, sau này anh em chạy một thời gian 1 năm 2 năm, màu xe của mình nó xuống màu hoặc là nó cũ, thì anh em có thể là đổi qua được cái màu xanh khác, ví dụ như xanh lục bảo, xanh xi măng, xanh da trời, xanh nước biển gì đó, đầy đủ hết luôn ha, mình khỏi cần đổi màu cà vạt, rất là tiện luôn. Ai mà thích màu xanh rất là tiện lợi luôn. Đó, đây kế tiếp đây cũng là một con màu xanh luôn, nhưng mà nó khác tem thôi các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Đó, mâm nè, mâm lên cái mâm này là không biết cái mâm gì nữa, mà cái mâm này nhìn nó hơi lạ xíu, mà mâm này thấy xấu các bạn, không đẹp. Thì hiện tại giá xe hiện tại bây giờ thì nói chung là nó không có lên, không có xuống các bạn. Đó, giá xe nó cứ bình vậy đó. Tại vì năm nay thị trường Việt Nam của mình á, cái giá tiền này kia nó cũng rất đang khó khăn, nên bạn nào thấy thích á thì mình cứ mua mấy con này mua trả góp, thì các bạn trả trước tầm 4 5 triệu là mình có thể lấy được xe rồi. Đây, kế tiếp đây là con màu vàng nè. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Thì hôm nay mình không có nói sâu ha, hôm nay chủ yếu là mình nói màu thôi, sơ lược về cái màu thôi với lại cái giá xe thôi. À, kế tiếp bên này cũng là con xanh nữa nè. Đó, xanh lục bảo nè các bạn. Còn bên đây là con tím, rất là nhiều màu luôn. Ở dưới sau cũng còn rất là nhiều màu. Thì bạn nào mà có thấy thích xe nào á thì mình sẽ để cái số điện thoại bên nhân viên bên cái hàng nằm ở bên dưới màn hình. Là bạn thích á thì cho xin một like, một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Đó, ở đây cũng có con màu đỏ nè. Đây em là Movita nè. Có Movita này trong thời gian trước rất là hot luôn các bạn. Nhưng mà nay đỡ rồi. Rồi ha. Thì Thạch báo giá lại ha, là giá con Exciter 155 phiên bản chìa khóa là 46 triệu, bản chìa khóa xì mắt khay á, màu 3D á, là 49 triệu, còn nếu như các bạn lấy màu zin á thì nó tầm khoảng là 46 47 triệu nha các bạn. Có thể có giá rẻ hơn nữa thì tùy theo các bạn ha. Tại vì dòng Exciter 155 này có rất là nhiều màu luôn. Rồi thì Thạch xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Bạn nào thấy thích thì cho xin một like, một lượt đăng ký kênh nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.